Xin chào các bạn, sau đây mình xin giới thiệu về cuốn sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực của tác giả Vĩ Nhân. Đây là cuốn sách được viết bởi một chuyên gia tâm lý. Ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về quản lý thời gian và phát triển bản thân. Ông đã tập hợp những kinh nghiệm và lý luận của mình cho ra đời cuốn sách này. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực được xuất bản vào năm 2018. Phù hợp với những bạn trẻ hoặc những ai đang cảm thấy bối rối trên con đường học tập và làm việc của mình. Sau những lần vấp ngã, bạn cảm thấy nản chí và muốn bỏ cuộc. Bạn cảm thấy mình kém cỏi, bạn tự coi thường bản thân mình thì đây chắc chắn là cuốn sách dành cho bạn. Bạn nên thử đọc nó một lần, bạn sẽ thấy được giá trị của bản thân, sẽ có hướng phát triển bản thân tốt hơn. Bạn nên đọc sách với tâm lý mở rộng, lắng nghe và suy ngẫm để thấy rõ được hiệu quả của cuốn sách này đem lại. Cuốn sách gồm 9 chương, mỗi chương có luận điểm và dẫn chứng cụ thể. Chỉnh đồng hồ nhanh hơn 5 phút, cuộc đời của chúng ta cũng không phải dài. Dù hiện nay tiện nghi khoa học kỹ thuật hệ thống y tế tiên tiến, thì tuổi thọ của con người sẽ được kéo dài, nhưng nếu không biết cách phát triển và sống sao cho vui vẻ thì nó vẫn ngắn. Vặn đồng hồ quá đi 5 phút, chúng ta thấy thời gian không đủ mà lao mình vào cố gắng hết sức. Chỉ khi bạn đạt được mục đích rồi thì bạn sẽ thấy vẫn còn thời gian mà nhẹ nhõm hơn. Bạn không nên nghĩ rằng bản thân mình còn trẻ mà còn nhiều thời gian, rồi bạn sẽ thấy thời gian trôi qua mà không đợi một ai cả. Sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy quãng thời gian trẻ trung của mình đã qua đi. Sự trưởng thành trong con người bạn không ai có thể làm thay. Chỉ có bản thân bạn mới có thể giúp mình thành công hơn. Và việc lớn lên và trưởng thành là khác nhau. Bạn nghĩ xem, một người 18 tuổi đã được coi là người lớn, là người trưởng thành, nhưng đến khi 19 tuổi vẫn ngơ ngẩn, trôi qua một năm thời gian mà không trang bị gì cho bản thân, thì có phải người trưởng thành hay không? Trưởng thành không chỉ là về thể xác hay tuổi tác, mà là suy nghĩ của mỗi người, có chín chắn hay không? Đừng mong ngóng một cơ hội tốt sẽ tự tìm đến, mà hãy tự tạo cho ra cho mình cơ hội đó. Người ta cùng lắm thì cho bạn một cái cần câu là cùng, còn việc kiếm mồi và câu cá là việc của bạn. Muốn có cơ hội tốt cho bản thân mình thì chúng ta cần phải chuẩn bị vào năng lực của mình. Có kinh nghiệm, năng lực càng giỏi thì có cơ hội càng tốt. Tuy nhiên, khả năng của bạn lại luôn bị kẹp lại bởi những nỗi sợ. Con người luôn sợ nỗi sợ kìm kẹp. Trong mỗi người chúng ta luôn có một nỗi sợ riêng, cùng sự thất bại là nỗi sợ vô hình. Đó chính là thứ khiến bạn mãi tự ti, không tiến lên trước được. Thế nên bạn hãy suy nghĩ tích cực lên. Nỗi sợ của chúng ta chẳng có sự nguy hại nào. Chỉ cần bạn không cho phép thì chẳng có gì có thể tác động lên bạn. Những mối nguy hại làm ảnh hưởng đến bạn chỉ cho bạn tưởng ra. Bạn hãy thử đối mặt với sự sợ hãi của bản thân một lần. Chỉ cần bạn vượt qua nó thì bạn sẽ thấy nó cũng chẳng đáng sợ là mấy. Bạn đã từng nghĩ rằng bản thân không có tài năng gì. Bạn đã cho rằng bản thân chẳng thể làm nổi công việc nào đó. Bạn nhìn xung quanh ai cũng làm được mà bạn lại không. Do đó mà bạn tự coi thường bản thân mình, tự kéo mình xuống dưới và không hay biết. Bạn hãy thử vượt qua sự sợ hãi như trên, thử một lần bắt tay vào việc mà bạn không dám thử từ trước tới giờ. Không phải bạn không làm được mà điều đó, bạn chưa dám thử, bạn vẫn chưa chiến thắng được bản thân mình. Đến cuối cùng, thử kéo vượt qua nhất lại chính là bản thân mình. Những người thành công là vì họ có sự quyết tâm vượt qua những suy nghĩ nản lòng của mình. Họ làm được thì bạn cũng làm được. Những lúc làm bài thi được điểm cao, bạn nghĩ rằng đã học tập tốt không? Đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Điều quan trọng là bạn có biết quan sát và vận dụng được không? Bản thân bạn chắc chắn sẽ có một ưu điểm mà ít ai bằng. Khi nghe được những lời khen của mọi người xung quanh, bạn cũng đừng nghĩ rằng mình đã giỏi mà không trau chuốt cho ưu điểm của mình. Ưu điểm cũng cần phải lấp vào hoàn thiện và nhược điểm cũng cần phải được cải thiện. Tự lập được thì cũng là một bản năng tốt, nhưng chúng ta đâu phải chỉ sống một lần mình. Dù là người lạ không nói chuyện lần nào thì cũng không phải không có liên quan tới mình. Bản thân bạn đã tài giỏi như thế nào thì cũng không tự mình tồn tại được. Bản thân có một chút biết giao tiếp thì cũng là một ưu điểm lớn rồi.
Luận điểm trong chương này mà bản thân tôi thích nhất là giúp người khác cũng chính là giúp chính mình. Khi giúp được ai khác trong lúc họ đang cần thì bỗng nhiên bạn đã giúp mình trở nên hoàn thiện hơn, bạn cũng cảm thấy vui. Chẳng mong ngóng họ sẽ đền đáp mình, chỉ cần thấy họ vui bạn cũng đã thấy vui. Ai cũng có thói quen xấu, bản thân có lẽ sẽ thấy trong công việc mình rất nhiệt tình, còn khi về đến nhà thì lại không có động lực để làm nữa. Bạn bắt đầu lười biếng, sau một thời gian bạn thả lỏng đi chơi. Lười biếng là một thói quen xấu mà bạn nên cố gắng khắc phục. Hay nhớ rằng khi bạn buông lỏng bản thân, đó là lúc năng lượng sẽ biến mất. Vẻ đẹp của con người không nằm ở ngoại hình mà là ở trong chính cốt cách con người. Vẻ bên ngoài không đáng giá lên con người của ai. Dù như thế nào thì bạn vẫn là bạn và cũng chỉ là phiên bản duy nhất. Cha mẹ là người đã tạo ra bạn, một phiên bản duy nhất trên đời này. Bạn nên trân trọng nó hơn ai hết. Thế giới này đầy ắp lòng tham và sự hiểm độc, nhưng tôi vẫn tin rằng ở đâu đó vẫn còn sự yêu thương và thiện lành. Thế giới này dù tàn nhẫn đến đâu vẫn sẽ có sự vô tình giúp đỡ bạn. Kể cả sự lạnh lùng của họ cũng là liều thuốc tinh thần khích lệ bạn. Bạn sẽ cố gắng lên tự bước trên đôi chân mà không ỷ lại vào ai cả. Nếu bạn không có điều kiện đứng trên vạch đích giống như những người có điều kiện thì bạn phải cố gắng vươn lên, bởi khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. Đến khi bạn thành công rồi, bạn sẽ nhìn lại những chặng đường gập ghềnh mà mình đã đi qua mà tự hào. Những khó khăn trong quá khứ đó là đòn bẩy để bạn bay lên. Cuốn sách này là lời khích lệ cho chúng ta, đừng nản lòng mà hãy đi lên. Sách có luận điểm, dẫn chứng cụ thể cho nên rất dễ hiểu. Qua cuốn sách, bạn cũng sẽ hiểu được sự phát triển bản thân và học tập đi lên của những người thành công.